Na Kinh Doanh xin chia sẻ đến phụ huynh một ứng dụng kêu bằng Google Maps để cho học sinh học online nha mọi người. Chúng ta gõ vô Search Play xong rồi gõ Google Maps. Rồi chúng ta tải Google Maps về. Chứ mùa dịch này thì mình không có đến trường học thì mình sẽ học online qua cái ứng dụng này. Rồi chúng ta vừa bấm mở Google Maps ra. Và chờ đợi xíu và bấm tiếp tục. Rồi, bấm chữ trong khi dùng ứng dụng. Bấm tiếp tục. Chúng ta trở lại. Khi giáo viên sẽ gửi cho mình cái đường link qua Facebook hoặc là gửi cho Zalo á. Chứ này thầy cô sẽ gửi qua bên Zalo cái đường link này. Chúng ta sẽ click vô cái đường link này. Click vô chứ chúng ta tham gia cái phòng học. Rồi chúng ta bấm đang thiết lập và yêu cầu tham gia. Xin sẽ gửi qua bên thầy, thầy sẽ click vào thì chúng ta sẽ trực tiếp vô phòng học. Ta đợi giây lát. Chúng ta bấm chữ đồng ý. Các học sinh lưu ý khi mình đang học thì mình tắt micro đi, khi mình cần hỏi thầy phát biểu gì hay không hiểu vấn đề gì á thì mình mới bấm vô cái micro để bên đây mình đang học nó ồn ở bên thầy, thầy đang giảng mình không nghe rõ, mình bấm tắt đi. Còn nếu mà mình không muốn cái hình mình lên video thì mình tắt để bấm vô cái hình của cái máy quay á. Tắt mình nhìn bên thầy thôi. Còn mình để mình để thầy nhìn mình thì mình bấm vô cái quay lên. Còn micro thì mình tắt, hỏi thì là mình không hiểu bài mình bấm mình hỏi. Thì cũng đơn giản lắm mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chào tạm biệt mọi người.